nơi ở Việt Nam có giá đất hơn nửa tỷ trên một mét vuông, ai sở hữu như gà đẻ trứng vàng. Giá đất ở các khu vực này đều ở mức cao. Thậm chí đơn giá đất khu trung tâm hơn 500 triệu trên một mét vuông. Báo cáo thị trường của công ty Proji đưa ra gần đây cho thấy đơn giá đất trung bình vào tháng 9 năm 2021 của các quận trung tâm khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến 300 triệu đồng trên một mét vuông. Tuy nhiên, cũng là trung tâm song quận 1 có đơn giá đất cao nhất với mức 546 triệu đồng trên một mét vuông. Quận 3 có đơn giá đất là 399 triệu đồng một mét vuông. Còn quận 5 và quận 10 có giá trung bình lần lượt là 304 triệu đồng trên 1 mét vuông và 319 triệu đồng trên 1 mét vuông. Trước đây, trên tuyến đường Đồng Khởi ở quận 1 từng có người rao bán mảnh đất 4,5 x 20 mét lên tới 120 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là giá mỗi mét vuông lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Hay một căn nhà khác diện tích 95 mét vuông được rao bán 107 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo quyết định tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh ban hành giá đất năm 2020, giá đất ở tuyến đường Đồng Khởi chỉ ở mức 162 triệu đồng trên 1 mét vuông. Bên cạnh Đồng Khởi thì tuyến đường Nguyễn Huệ cũng từng có căn nhà diện tích 120 mét vuông, gần tòa nhà Biteco rao bán lên đến 140 tỷ đồng. Tương đương khoảng 1,16 tỷ đồng trên 1 mét vuông. Trên đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ đều có những vị trí đắc địa, tọa lạc của các cửa hàng hàng hiệu, trung tâm thương mại. Ngoài ra, các tuyến đường như Đông Du, phường Bến Nghé, đường Mạc Thị Bưởi, phường Nguyễn Cư Trinh, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé đều có giá đất đắt đỏ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đây đều là những khu đất vàng trung tâm, vị trí đắc địa, nên nếu ai sở hữu sẽ có cơ hội làm ăn buôn bán và kiếm nhiều tiền.